Chị ơi, ông khẳng định mà ông không có liên quan gì đến chị cả. Ông khẳng định như vậy luôn. Ông khẳng định, trời ơi chị ơi, ông khẳng định như vậy cho nên em mới tin ổng chứ không thì em đâu kiếm chị làm gì. Khẳng định, chắc nó khẳng định là Em vẫn còn tin nhắn đầy đủ luôn á chị. vậy hả? Bây giờ Ừ, em còn quen không? bây giờ em vẫn còn quen. Vẫn còn quen. Ừ, mà bây giờ chị đang ở bên ở nhà ổng hả hay ở nhà? Chị đang ở nhà. Ủa gì, up story cũ hả? Nhà chị mà. Ủa nhà chị hả? Ủa vậy là sao vậy? Cuối cùng là chị là không có gì không? Ủa là sao? Chị phải hỏi em chứ, em là cái người chen ngang cuộc đời của chị chứ xác mà. Ủa ổng tưởng chị ơi, nếu mà ổng không mở cửa ổng đưa em vô thì sao mà em chen vô được? Là chắc là người nhắn tin cho em. Chứ sao nữa, chứ em nhắn tin ổng chi chị ơi, ổng là nghệ sĩ, ổng là người nổi tiếng ở trong showbiz. Em không bao giờ em muốn dính vô cả. Nhưng mà ổng như thế nào với em mới vướng vô chứ. Chắc làm gì em nhắn tin cho em như thế nào, cái kiểu như thế nào Nói chung mà là tụi em trong mối quan hệ là người yêu luôn rồi đó. vậy hả? Ừ. Cái hai người đã gặp nhau, đã làm gì với nhau chưa, Thì chị nghĩ người yêu thì sẽ làm những gì với nhau? đã có quan hệ rồi Thì người yêu mà chị. nhưng mà ở đâu? Ở nhà chắc luôn. Trời ơi, bây giờ chị và ổng quen nhau như thế nào thì em ổng sẽ giống vậy, nhưng mà khác là chị có con thôi. Mẹ em nhắn đi xa là em nói chị rồi mà. Nhưng mà chị biết em mà đúng không? Chị biết em. Chị biết em lâu rồi mà. Ừ. Hồi đó chị còn nhắn tin ông Hùng thì hỏi số điện thoại em đúng không? Ừ. Sau đó chị kiếm số điện thoại em. Mà sao ta? Chắc nói gì với em chứ? Nói là đã không còn gì với chị hả? Khẳng định đầy đủ là hai người không có mối quan hệ gì cả, thậm chí không có con luôn. Xin Nếu như em gửi cho chị cái đoạn tin nhắn đó, chị sẽ nói hết những gì em cần biết cho em nghe. thôi chị, không được chị, em không làm gì được, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của em thì sao? Ảnh hưởng mối quan hệ đến bây giờ mà em còn sợ và ảnh hưởng mối quan hệ hả? Trong khi Không, đó tại tại vì em vẫn sợ chị ơi. Thì em nói chị rồi, em không nói chị luôn á, chị còn không tin gì nữa. Bây giờ em gửi chị sẽ nói gì với em? Bây chị giờ sẽ nói những gì em cần biết. em là em biết chị ổng còn qua lại, chị với ổng còn có con nhau. Ừ, Đó. thì em nghĩ giữa nếu mà như có con như vậy thì em nghĩ em là cái gì mà chị như vậy đúng không? Trong khi đó chị đang có con rồi mà. Nhưng mà tại sao ổng vẫn phải giữ em? Em không hiểu luôn á, tại Tại vì sao phải giữ em hả? em đã cho ổng rất là nhiều cơ hội để nói chia tay em rồi. Không phải Vậy là em, hả? rất là nhiều rồi chị ơi. Vậy có phải là tính ra là em là cái người che ngang cuộc sống của chị với sếp không? Không, em mới biết hai người qua lại cái story hôm nay luôn, em mới biết hôm nay luôn chị. Mới biết luôn. Vậy Thật. tính ra Em mới biết, nhưng mà đứa là em con bị đó, lừa hả? đứa con thì đúng là em vẫn nghi ngờ là con ổng, tại vì nhìn giống ổng thiệt. Còn chuyện chị chỉ còn qua lại là em mới biết hôm nay luôn. Trước đó là ổng luôn miệng khẳng định là chị với ổng không có qua lại, không có liên quan, không có con cái gì ở đây cả. Hiểu Chị chưa? em còn biết chat qua lại với bao nhiêu người không? Em còn biết một bà nữa nhưng mà không biết đúng hay không thôi. Đó, chị biết nhiêu đó người thôi. Tên gì em biết không? Quỳnh Trúc Lê. Đúng không? Rồi còn ai nữa biết không? Không, em biết của bà đó à. Vậy hả? Ừ. Nhiều lắm hả chị? Sao em biết vẫn còn qua lại với Trúc Quỳnh mà em vẫn còn giữ mối quan hệ này là Vẫn còn lại sao? chút không, ổng cũng là người block Trúc Quỳnh luôn, ổng block Trúc Quỳnh xong còn nói em nghe nữa là anh block sạch của nó rồi. Vậy Là hả? hôm đó là cái story Trúc Quỳnh up á, là view nhà chat luôn, thì mình chỉ biết con gái mình mà, giác quan thứ sáu đúng không? Mình nhìn là mình biết là nhà ai liền. Cái em gửi ổng, cái ổng kêu em là hôm em đừng quan tâm con đi, nó bị khùng á, em kêu nó đừng làm vậy nữa, dừng lại đi, hay là về em hỏi số điện thoại nó cho anh đi để anh nói nó là dừng lại. Xong rồi sau khi em nói ổng xong á thì cái story nó biến mất liền. Xong rồi vài hôm sau á, Lê Trúc Quỳnh nó cứ nhắn tin mà kiểu nhắn kiểu như là up story á, kiểu mập mờ á chị. Thì em cũng chụp em gửi ổng, cái ổng kêu là đúng cái hôm mà 30 Tết luôn, em chụp em gửi ổng, ổng kêu là tối nay anh sẽ block sạch. Thì đúng thiệt là ổng block sạch từ Facebook cho đến Instagram mà không còn qua lại nữa. Đó. Còn chuyện của chị là em biết chị có con lâu rồi, có con từ hồi mà em